Gần như mọi cá nhân thành công đều khởi đầu với hai niềm tin: tương lai sẽ tốt hơn hiện tại và tôi có năng lực để thực hiện hóa tương lai đó. Và cuốn Tuổi Trẻ Sống An Nhiên Như Được An Phận sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, khai phá tiềm năng vốn có của bản thân, đồng thời giúp bạn khám phá cách đạt được thành công thật sự. Tuổi Trẻ Sống An Nhiên Như Được An Phận của Stan Morgan là một cuốn sách kỹ năng mà bạn nhất định phải đọc một lần trong đời. Cuốn sách sẽ giúp bạn vạch ra lối đi đến thành công và hơn thế nữa, sẽ thay đổi cách nghĩ và cách sống của bạn. Với lối văn tự sự pha một chút hài hước và chí dởm, Stan sẽ đưa bạn đến gần hơn với cách tư duy của những người thành công trong mọi lĩnh vực họ chọn. Tôi tin rằng bạn chắc chắn sẽ không hối tiếc khi mua cuốn sách ý nghĩa này đâu. Về cuốn sách, Tuổi Trẻ Sống An Nhiên Như Đường An Phận là cuốn sách dành cho tất cả những người muốn đạt được thành công đích thực. Sách gồm 12 chương, giúp cho độc giả có cái nhìn chi tiết về quá trình tiến đến thành công của tác giả. Về Stan Morgan, Stan Morgan là một cố vấn tài chính quản lý khối tài sản lên đến 120 triệu đô la chỉ sau 3 năm khởi nghiệp. Vào năm 23 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã được nhận vào làm tại một công ty đầu tư tầm cỡ. Anh thậm chí còn đồng quản lý một khối tài sản trị giá đến hơn 160 triệu đô la. Tuy nhiên, sau 3 năm làm việc, vì bất đồng quan điểm với sếp nên anh đã rời công ty và tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Những tưởng thành công sẽ đến với anh, nhưng Stan lại gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và sự bền bỉ, Stan đã gặt hái được thành công thật sự. Vậy điều gì đã giúp anh đạt được thành công đó? Các định nghĩa thành công khác người. Với nhiều người, thành công là kiếm được thật nhiều tiền, có được cuộc hôn nhân viên mãn, hay đơn giản là đậu bằng lái xe. Tuy nhiên, câu hỏi được đề ra là sau khi kiếm được thật nhiều tiền, có một cuộc hôn nhân viên mãn và đậu bằng lái xe, bạn sẽ chọn dừng lại tại đó hay tiếp tục tiến xa hơn? Vậy nên, Stan đã có một cách định nghĩa hoàn toàn mới mẻ và hầu như chúng ta không ngờ đến. Thành công là một việc thường xuyên theo đuổi để tiến gần hơn đến mục tiêu đề ra, và khi đạt được, bạn sẽ nhận thấy mình còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Và để gặt hái được thành công thật sự, hãy chắc chắn rằng bạn thật sự sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì mục tiêu đã đề ra. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tiếp nhận những quan điểm mới, những quan điểm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Vậy quan điểm thay đổi lối tư duy của bạn. 1. Tôi trong tương lai. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy tưởng tượng người mà bạn muốn trở thành trong 5, 10, 20 năm nữa. Và đừng trả lời 3 câu hỏi khi tưởng tượng về hình ảnh bản thân trong tương lai. Tôi đang làm tốt điều gì? Tôi có thể làm gì tốt hơn? Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Hãy xác định rõ tôi trong tương lai của bạn muốn gì và đề ra các hành động để thực hiện việc đó. Ứng dụng quan điểm này chính là một cách để cân nhắc hậu quả của các hành động mà không phải tốn thời gian làm những việc không thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu. Và khi đã tiến tới mức mà các mục tiêu của bản thể tương lai không còn đủ lớn nữa, bạn sẽ phải sa thải bản thể tương lai của mình để thiết lập các thử thách và mục tiêu mới ở mức độ cao hơn. 2. Gỡ bỏ lưới an toàn. Để đạt được thành công lớn hơn, vươn đến một vị trí cao hơn, hãy ra khỏi vùng lưới an toàn đang kìm hãm và khóa chặt chân bạn. Bởi lẽ, thành công đỉnh cao và nhanh chóng chỉ đạt được khi bạn đối diện với rất nhiều rủi ro. Chỉ khi bạn rơi vào hoàn cảnh thấp thách nhất, bạn mới có thể phát huy hết năng lực bản thân và làm những điều bạn nghĩ rằng bạn không thể. Thử tưởng tượng bạn đang trong một hang cọp, xung quanh bạn chỉ có một tảng đá lớn và một con cọp với đôi mắt sáng quắc đang nhìn bạn với ánh mắt của một con thú săn mồi. Khi nhìn thấy con mồi, chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Thậm chí chân bạn còn run lập cập và đầu óc bạn thì tê liệt. Bạn chỉ có thể sống nếu bạn giết chết con hổ này. Bạn không còn lựa chọn nào khác, và nếu thất bại, con hổ sẽ ăn thịt bạn. Đừng để sợ hãi và căng thẳng cản trở bạn. Hãy biến những cảm xúc đó thành vũ khí giúp bạn chiến đấu với con hổ. Bạn biết không, con hổ đó chính là tâm trí của bạn, tâm trí của một người vẫn đang sống trong vùng an toàn. Hãy thử một lần gỡ bỏ lưới an toàn với niềm tin rằng bạn có thể vượt qua tất cả. Một khi ra khỏi lưới an toàn, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật đẹp biết bao. Và giờ đây, bạn có thể sống một cuộc sống không hối tiếc. Và quan điểm, một yếu tố không thể không kể đến trong hành trình tiến tới thành công. Chủ động tìm kiếm và tiếp nhận quan điểm của người hướng dẫn, người đồng cấp và khách hàng. Hãy lắng nghe và tiếp nhận quan điểm của người khác nếu bạn muốn thành công. Người hướng dẫn sẽ cho bạn những lời khuyên,
bởi họ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẵn sàng giúp bạn trong khả năng của mình. Người đồng cấp hay các thành viên trong nhóm sẽ cho bạn một nguồn tư duy mới, bất ngờ nhưng rất giá trị. Và trên tất cả, khách hàng sẽ dạy cho bạn cách đặt quan điểm của mình sang một bên và lắng nghe người khác. Khi tìm kiếm quan điểm của những người xung quanh, bạn sẽ tránh được cạm bẫy và khám phá ra công cụ mới để tiến xa hơn. 4. Hoàn cảnh. Chúng ta có thể để hoàn cảnh khống chế hoặc tự chịu trách nhiệm và điều khiển cuộc đời mình từ động lực bên trong. Stan phân định rõ hai loại hoàn cảnh. Hoàn cảnh có thể kiểm soát được và hoàn cảnh không thể kiểm soát được. Bản chất có thể kiểm soát 10% các tình huống hay các sự kiện diễn ra trong đời. Vậy nên, hãy lờ đi 90% còn lại và tập trung toàn bộ sức lực để phát huy tiềm năng của bạn trong hoàn cảnh có thể kiểm soát. Hãy đánh bại những lời biện minh trong đầu bạn rằng vì hoàn cảnh nên bạn không làm được. Và dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, bạn hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân: liệu đây có phải là điều tốt nhất mình có thể làm được không? Hoàn cảnh có thể tác động lên bạn, nhưng không vì thế mà bạn chọn lựa đầu hàng trước hoàn cảnh. 5. Sự khó chịu. Nếu bạn né tránh cảm giác khó chịu, thì đổi lại, thành công sẽ né tránh bạn. Điều này hoàn toàn đúng trong mọi hoàn cảnh, bởi thành công sẽ không bao giờ đến với những người không biết chịu khó, chịu khổ. Thử thách chính là một cách giúp bạn mở rộng triệt để suy nghĩ về những điều khả thi. Vậy nên, thay vì cảm thấy khó chịu với các thách thức trong cuộc sống, hãy học cách chấp nhận nó, chấp nhận sự khó chịu ấy như một điều hiển nhiên của cuộc sống. 6. Xung đột. Xung đột là công cụ phát triển mục tiêu của bạn, nên hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không né tránh xung đột, bởi xung đột đem đến cho bạn một góc nhìn mới về sự việc đang xảy ra. Khi bạn chia sẻ suy nghĩ và niềm tin của bạn, những người khác sẽ hiểu bạn hơn, cũng như lý do bạn xuất hiện trong xung đột này. Tuy nhiên, hãy chọn xung đột phù hợp để duy trì mối quan hệ bằng cách tự hỏi bản thân: xung đột này có dẫn đến giải pháp không? 7. Cân đối thời gian. Bạn chỉ có thể làm tốt một việc trong một thời điểm, vậy nên hãy đề ra cho bản thân các việc cần làm trước và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Đừng để bản thân bị sao nhãng với những việc không cần thiết. Việc cân đối thời gian rất quan trọng trong quá trình tiến đến thành công. Là một người thông minh, bạn nên cân nhắc kỹ thời gian thực hiện công việc và cân nhắc với thời gian nghỉ ngơi, thời gian cho gia đình. Nếu bạn đang phân vân không biết nên chọn cuốn sách gì cho những ngày cuối tuần rảnh rỗi, tôi khuyên bạn hãy chọn Tuổi Trẻ Sống An Nhiên Nhưng Đừng An Phận. Cuốn sách thật sự đã giúp tôi có một cách tư duy tốt hơn và cho tôi niềm tin rằng tôi có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi làm được, còn bạn thì sao?